mà đứa vô bệnh viện luôn á. Vậy họ đã làm nư thôi à. Thuốc là thuốc để trị mụn đó. Thuốc mua cho anh đó à. Rồi con, mà thưa quý vị là coi như là không những là uống thuốc mà đòi chết đó, mà còn đòi xuống tóc huy y luôn nữa cơ à. Em vào chùa. Em vào chùa thì em nói với ni sư là sao con khổ quá mà vô là khóc không à. Vô là lúc đó em không có biết Phật pháp là gì đâu. Thấy đi chùa, mời lên chùa hát thì hát, chứ em không có biết Phật pháp là gì. Tới một ngày đó tự nhiên em chạy lên chùa để em lên em nhìn chánh điện cái là em gục xuống em khóc như là một cái gì. Yeah. Em chỉ nói là ni sư ơi, con muốn xuống tóc cho con đi, con khổ quá, con khổ quá. Chỉ biết nói vậy thôi. Ni sư ngồi giảng. Ngồi giảng xong rồi là ni sư nói là tại sao phải xuống. Tại vì nếu ni sư xuống tóc theo cái nỗi buồn của con hiện tại con đang sốc, thì về con nhìn vô kiến con thấy con như vậy, nhan sắc con vậy, con còn suy sụp hơn nữa. Thôi thì ni sư cắt cho con chút kéo thôi à. Rồi quy y cho con à. Quy y cho con để từ đây con có một cái pháp danh rồi. Rồi bắt đầu là pháp danh của em là gì? Pháp danh của Thoại Mỹ là Thường Trí. Thường Trí. Một cái trí tuệ thường xuyên, thường trực và luôn luôn đồng hành với em đó. Rồi thì từ đó thì ni sư giảng rồi gặp được quý thầy giảng cho Mỹ nghe Phật pháp như thế nào. Rồi Mỹ thí dụ như là Mỹ nói chung là cũng khó bé bi cho nên là cũng ngày nọ đủ thứ hết trơn, nhưng mà mình không nhiều khi không có nợ cho nên là cũng được quý thầy quý cô giảng cho mình nghe. Lúc đầu thì buồn nhưng mà bây giờ thì có những đứa con nuôi đó cho nên là cũng cảm thấy là mình hạnh phúc rồi. Không, nhưng mà hình như anh cũng biết một cái chuyện này này là em vừa nhắc tới cái chuyện mà em khó có baby á, là cũng do em kỳ quá. Thì thưa quý vị, trong những cái cuộc tình yêu, những cái cuộc hôn nhân, nhưng là với ông chồng đầu tiên đúng ra là đã có baby rồi à, nhưng mà dường như là cứ lo lắng nơi chứ liệu như lúc xưa mà đẻ đài đi rồi hả, cái lúc xưa mà mình sinh đài đi thì mình đã được rồi, đúng không à? Tại vì vẫn chưa biết là 30 chứ phải là Tết à, rồi là sợ sinh con ra được cái cuộc hôn nhân này nó có bền vững hay không, rồi cái người chồng của mình, cái người cha của con mình có tròn vẹn với mình, với con mình hay không, rồi mình khổ, chẳng phải mình khổ một mình, rồi sợ rồi mình khổ rồi con khổ nữa, nên cái lần lựa mãi chứ đến tới cái lúc mà muốn quá, cần quá thì cái cơ hội nó đã quá mức à. Thì anh hiểu được cái điều đó thưa quý vị, để cho quý vị thấy rằng là trên sân khấu là hào quang lộng lẫy, với những khán giả yêu thương, với những cái tràng pháo tay, với những cái rồng rắn lên mây của những đêm diễn mà tôi đã chứng kiến thưa quý vị. Có những cái đêm diễn ở miền Tây hả em hả? Yeah. Mà Thoại Mỹ diễn xong rồi mà Thoại Mỹ đi ra xe là đi không được, người ta kẹt đường kẹt lối hết trơn á, để mà người ta nhìn được cái cô Đào Thoại Mỹ bằng xương bằng thịt ở ngoài đời, đó là thần tượng của họ. Và cái người không riêng gì sông nước miền Tây, miền Đông Nam Bộ, mà cả miền Trung, Lâm Nhật đã từng đi về những cái chuyện từ thiền với Thoại Mỹ ở Huế, ở một cái ngôi chùa ở Huế em, anh về em về Quế Trân đi cái chương trình mà sóng nước Tam Giang đó. Thì khán giả nội thành của Huế cũng vây kín để quay mặt thiệt của cái người nghệ sĩ này, và khán giả ở ngoài thành như là Hương Trà, như là Tử Hà, như là Phong Điền, như là Quảng Điền, như là Thuận An, là quê hương của tôi đã chứng kiến như vậy. Nhưng quý vị không hiểu được rằng trong cái để đạt được tất cả những cái mà yêu thương cộng hiến cho quý vị, thì người nghệ sĩ chúng tôi có những cái trăn trở, những cái thiệt thòi, những cái không có trọn vẹn trong đời sống riêng tư, và cái điều đó là điều có thật. Anh chúc em cái con đường sắp tới, dù có buồn, dù có vui, dù có như thế nào để chăng nữa, thì như một cái câu hát mà anh đã từng hát, dẫu có buồn có vui thì cũng là kỷ niệm. Còn trở lại về Hữu Quốc này, anh biết là ngày xưa là cha mẹ cấm không cho đi hát phải không? Dạ.
À, em có thể nói sơ sơ về cái vấn đề mà gia đình mình có đi kinh tế mới nè, rồi là làm sao mà mẹ không cho đi hạt rồi còn bắt gửi vợ sinh con, kệ chị chuyện này nghe chơi. Thật sự ra là mẹ là ủng hộ trong gia đình, là duy nhất là mẹ là ủng hộ. Giống mẹ anh ba với các anh các chị, thậm chí là thầy cô dạy văn hóa, các bạn đồ đều không có muốn Hữu Quốc phải đi theo cái nghề này. Mọi người nói là cái nghề đi hát nó bấp bênh lắm. Nó không có một cái tương lai vững chắc. Và đến khi vào trường học rồi đó, gặp cô Bảy Phùng Há rồi, thì cô Bảy Phùng Há cũng nói là nếu tụi con mà muốn làm giàu thì đi về làm cái nghề khác. Cái nghề đi đi hát này thì không có làm giàu đâu. Thì ủa mà sao anh cắt lời mà sao thẹn giàu quá vậy? Theo đứa nào cũng ở nhà biệt thự để đi chơi để mới giàu quá mà. Anh cũng vậy mà. Đến một lúc nào đó mình biết tích lũy, coi như là mình phải biết tích lũy. Nhắn nhạc chặt bì thôi em. Thì đó, thì nói chung là em thì cái tôi trong con người của em nó cũng lớn lắm. Chính vì cái tôi đó em quyết định, em đánh cược cái số phận em luôn. Đó là con sẽ chịu trách nhiệm với cái việc đam mê đi theo cải lương. Thì khi vào trường thì em cũng giống như Ghi Thoại Mỹ thôi, vào lúc 13 tuổi. Và chúng ta các anh các chị kia lớn hơn mình mà phải chạy theo. Thì cái đến cái năm của tụi em học là dạy cùng lúc trong trường Trung Trang luôn, là dạy em phải học trình độ cấp 3, lớp 10. Thì nó có nhiều cái mà mình phải phấn đấu, mình phấn đấu hơn các anh chị đó nhiều. Và mình phải toàn tâm toàn ý. Hồi xưa đi học không bao giờ biết cúp cua là cái gì. Không có đi show luôn, thầy cô là cấm đi show, học là phải học. Học ra trường rồi mới được đi diễn, rồi ra trường rồi chị em mình còn một cái khoảng thời gian thực tập. Rồi sau đó là phải giảm biên chế, rồi rơi rụng dần. Anh biết hồi xưa tụi em học là 60 người, là 40 chính quy, 20 dự thính, mà ra trường còn 26 người, đi thực tập 5,5, giảm biên chế 13 người, giữ lại 13 người. Và đến giờ phút này làm nghề thì dường như là để mà nổi bật á, thì có anh Tấn Giao và em, rồi anh Thanh Lũ thì qua bên đào tạo rồi, rồi anh Minh Hoàng, Minh Cường hết. Thí dụ như là cái nghề này nó khắc nghiệt, nó đào thải kinh khủng. Đó thì chính vì vậy nên là cha em với lại mấy chị trong gia đình rất là lo. Còn cái chuyện mà bắt ở nhà cưới vợ á, thì bắt thì bắt, thì em cái tôi của em, em sẽ chống lại. Em không là... nhưng mà em phải nói với mẹ em phải thuyết phục như thế nào chứ. Thì nói là ai mà chẳng muốn có chồng nồi ấm bông này kia. Thì em khác anh một cái, ba mẹ anh bắt anh thì anh không, làm liền. Ba mẹ anh không bắt anh, ba mẹ anh không bắt anh. Tại... anh tự nguyện cưới vợ sinh con đúng không? Là tại vì anh gặp bà Ngân cái bà nó bà bùa. Còn riêng em ấy thì em sẽ thuyết phục, cái như là đến một cái chặng đó thì nó là con chưa có sự nghiệp ổn định. Rồi chưa có sự nghiệp, đến lúc đó cái hối nữa thì em nói là để con giờ con đang hết quá từ thế thì con giờ không biết chọn lựa ai. Giờ đến một cái thời điểm đó thôi, để con mua căn nhà đi, hay để con mua một chiếc xe đi. Thì từ cái một ngày đó cái chán, nói thôi giờ mày muốn làm gì mày làm. Kiểu như chán đó, đó thì Hoàng Binh nói cho vui vậy thôi, chứ em biết em là ai, em làm gì. Và cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của em chưa bao giờ có một cái suy nghĩ làm cho người khác khổ. Đúng rồi. Đặc biệt là những người thương yêu mình. Từ nhỏ nó hình thành cho em một cái người mà sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân mình. Em tự lập, về nghề nghiệp cũng vậy. Nhưng mà anh muốn nghe cái chuyện này chút xíu nè. Càng giờ muốn nghe chuyện này nữa nè, chưa hết. Càng về sau càng dài tập phim càng hay. Anh muốn nghe cái vụ mà đoạt nghệ sĩ ưu tú á. Rồi sau cái vụ nghệ sĩ ưu tú là dường như có một thời gian là Hữu Quốc đi đâu anh ơi? 7 năm trời. 7 năm đoạn. 7 năm trời không hả không hò. Người ta đoạt nghệ sĩ ưu tú là người ta bước lên một cái đài danh vọng, phải không em? Bạn thân anh Long Nhật 30 năm mà chưa chạm được, xét lần mỗi là rớt lần nãy đây này. Lúc đó nếu không nhờ cái cú điện thoại của chị Thoại Mỹ và một cú điện thoại nữa của cô Thanh Kim Huệ, thì có nghĩa là em cũng buông xuôi tất cả. Cái nội dung cái cuộc điện thoại đó
nó gần. Khoan khoan, anh muốn cho biết là, anh muốn cho khán giả biết là cái đoạn nghệ sĩ ưu tú trước cái đàn à, một cái chàng trẻ mắng à, hí thì bị xét bao nhiêu vòng mới được. Thì thực sự ra là đó, thì những cái vai già đó, những cái vai già nó tạo cho em nhiều cái huy chương vàng trong các kỳ hội diễn, những kỳ liên quan sân khấu, thì đủ chuẩn 2 huy chương vàng thì đã được là nghệ sĩ ưu tú và dạ, đủ năm cống hiến, đủ 10 là 15 năm, lúc 15 năm. Và bên cạnh đó thì lúc mà em còn ở nhà hát Trường Vũ Trang thì dường như cái này là không phải là em nói mà là cô Bạch Tuyết nói. Cô Tuyết chỉ em lúc mà em còn mười mấy tuổi thôi. Cô Bạch Tuyết là chỉ nó là cậu con á, là sau này á là con sẽ có một cái số là chỉ huy nhóm hoặc là lãnh đạo một cái nhóm đó, thì con sẽ làm những cái việc mà con sẽ đầu đàn thì đó, trong một cái nhóm cầm đầu bán đảng không có cầm đầu bán đảng mà cầm đầu một cái nhóm mà chính là thủ lĩnh các anh chị nghệ sĩ đồng trang lứa. Thì với những cái việc làm cộng theo cái điều này là dường như là cái sự yêu nghề của em lớn lắm. Em làm tất cả vì nghề. Em đã từng làm bầu gánh, em làm bầu gì thời Mỹ luôn mà có mời tôi hát tôi biết mà hơn ngồi tài năng à, tôi có đi diện mà rồi đó thì lúc đó chị thời Mỹ đóng đào nhì đó. Đó rồi em sau đó thì các anh chị là bận quá. Rồi với lại một cái đoàn chuyên các ngôi sao không, anh Vũ Linh, chị Thanh Anh Tâm, chị Phương Thủy, chị Thoại Mỹ, anh Kim Tử Long, anh Linh Tâm, cô Ngọc Đáng, anh Trọng Nghĩa, anh Ngân Tuấn, anh Chí Bảo, rồi Tâm Tâm, Quỳnh Hương, đó là lúc là đã đóng vai tỳ nữ rồi đó. Thì một cái đoàn quá nhiều nghệ sĩ mà lúc đó em với anh Hòa Song Việt là bầu gánh đó. Nhưng mà lúc đó các anh chị là có những cái việc riêng, rồi có người đi định cư nước ngoài thì khi đó là phải đành phải ngưng lại cái đoàn hội ngộ tài năng mà lúc anh biết là vỡ rạp. Cái ngày khai trương sau cô đi xứ vậy không, đóng cửa rạp rồi mà ở ngoài còn 200 người ngồi ngoài. Mà lúc đó là cái phong trào khán giả trở lại rạp đi xem sao phố đi xứ coi như là công chúa nước triều ra mà suýt té đi nội tiếp Phúc Khảo rồi đó. Tiếp đó là cái bộ truyền thuyết tình yêu nữa, chị Mỹ đóng vai công chúa Sĩ Liêm, đi thử cái bộ đầm xong rồi té một cái đuôi rồi cái nào cái nghỉ. Dạ thưa quý vị, không được cắt lời thời Mỹ một cắt lời quốc này một cái nào chuyên té đó, té là nghề chính rồi băng giò đó là con trời ơi té mấy lần em mà công chúa nước triều ra một cái hả phúc cái quần té cái rắm là một việc một lần té nha. Đoàn trường, đoàn trường nhà Hòa Bình đó, đoàn trường nhà Hòa Bình đó, đoàn trường kịch nghe chưa của anh dẫn chương trình, anh dẫn chương trình nè, đoàn trường là làm cái báo công dự án đó, công chúa báo công dự án Trần Thế Mì đó, thì là chị Thanh Tâm làm cầm cô vợ Tần Hiên Liên, còn Thoại Mì làm công chúa nghe chưa, mà bước ra một cái đi bắn cung tiên mà chạy ra cái ngày mình cứ sân nhà Hòa Bình nó trơn cái sân khấu đó, mà bước ra một cái mà đẹp trời đẹp như năng tiếng thì nó bước mà cả là công chúa là đẹp nhất, Thoại Mì đã là công chúa đẹp nhất trong tất cả những cô đã bước đó hay là hỏi đi đâu ta đi săn bắn té một cái phiêu rồi té mà nó dễ vỗ tay bây giờ mà té đang đang khoan khoan nhưng mà thông minh lắm nha, thông minh lắm mà đứng dậy liền cướng liền vì nha ngươi mà nói vì chuyện chàng em đi kiếm chàng vì chàng á em đi kiếm chàng em té nó khán giả vô té một lần nữa rồi lúc đó thì là cái đoàn hội ngộ tài năng ngưng hoạt động thì em mới đi gom các huy chương vàng giải Trường Vũ Trang. Các bạn lúc đó là hát ở trong quán nghệ sĩ con, rồi hát lẻ ở ngoài, gom về thành nên cái nhóm Thắp Sáng Niềm Tin. Thì nó sau này là trở thành đoàn ba nhá. Thì rồi sau đó em mới đi các nước đi du lịch thôi, cái mà đi các nước du lịch thì bằng mọi cách em phải mua cho bằng được những cái vé xem những cái show diễn ở các nước đó. Bằng cái tiền túi luôn chứ không có tiền nằm ở trong tour. Đi xem xong rồi cái mình thấy cái loại hình sân khấu du lịch nó hay quá, tại sao ở Sài Gòn chưa có cái loại hình cải lương dành cho khách du lịch. Thì em mới làm sân khấu du lịch. Có lẽ là một lúc đó thì em là một cái người trẻ mà em làm nhiều việc thì các cô chú ở trên sở cũng như là các cô chú trong nghề thì rất là quý em, rồi giống như là cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú lúc bấy giờ nó giống như là một cái phần thưởng khích lệ cho em. Tại vì em trẻ nhất, tại vì em được phong cùng năm với chị Thoại Mỹ, chứ mà chị Thoại Mỹ là thế hệ đàn chị, anh Kim Tử Long, mà còn kinh khủng hơn nữa là cùng năm với chú Thanh Tuấn, chú Minh Vương là đàn cha chú. Thì em là một cái đứa trẻ nhất mà được phong cùng với những cây đa cây đề luôn.
thì nó trở thành là một cuộc tranh cãi, nhưng mà nó qua nó qua cái đó nhưng mà cái quan trọng nhất đó là một cái sự cố nó xảy ra. Cho đến giờ phút này thì em vẫn cho rằng em là người có lỗi. Cái sự cố đó như thế nào em có thể nói cho mọi người biết? Thôi em thôi, không nhắc lại. Thì em nói là cái lỗi của em á là lúc mà tuổi trẻ ai cũng bồng bột, ai cũng nóng tánh. Và nếu mình không biết dằn cái tôi của mình lại thì cái câu chuyện nó sẽ bị đẩy xa ra. Và cho dù bạn không có lỗi thì bạn cũng thành lỗi, bởi vì bạn là người nhỏ. Thì cái điều đó lúc bây giờ em không cho rằng em có lỗi. Thật sự ra bây giờ nếu gọi là cái từ mà ấu đả, quánh nhau thì em nói là không có. Không có cãi nhau thôi. Có nghĩa là khi mà bất đồng quan điểm thì cô có... Cô xem em như là học trò mà. Thì nếu cô có đánh em một cái thì cũng không sao. Nhưng mà vấn đề quan trọng là em đỡ. Em đỡ thì nghe cái vũng nước là cô té. Nó là vậy. Thì bị một giật một cái tiết là em đánh. Em đánh nhưng mà thôi. Thì lúc đó em cái sức của em á, em nói là em không có lỗi. Nhưng mà lúc đó chị Thoại Mỹ gọi. Nói em im lặng hết giùm chị. Em im lặng, em không có một biện hộ nào hết. Bởi vì nếu em càng nói thì nó sẽ như một cái vết thương, nó sẽ đúng rồi lỡ dần. Đúng rồi. Rồi cô Thanh Nhung Duệ, nó càng cô Thanh Duệ nói là tại sao con lại có cái hạng này? Bởi vì con là một cái người trẻ quá, mà con lại được một cái thành công sớm quá, thì con phải là một cái bài học con trả giá. Đúng rồi. Và nó 7 năm trời trôi qua. 7 năm trời không được biểu diễn ở sân khấu cải lương chính thống. Bị cắt hẳn ra khỏi chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc, mà là một cái chương trình danh giá nhất lúc đó là Vầng Trăng là dữ lắm. Và cái điều quan trọng là sau gần 17 năm biên chế nha cái lương trường vũ trang, em phải làm đơn xin nghỉ việc. Phải làm đơn Khu xin nghỉ luôn. Việc nếu như mà em là một cái người mà em bảo lưu thêm 3 năm nữa thì đến giờ phút này là em, khi mà em đủ tuổi hưu thì em đã có lương hưu của nhà nước. Nhưng mà em nói là em chỉ lãnh bảo hiểm một cục. Em không tiếc 17 năm em không có bảo lưu, bởi vì em nói em tự suy nghĩ, em nói là nếu như mà bạn cứ sống bạn trông chờ vào cái lương hưu á thì bạn sẽ không phấn đấu. Tôi đi ra giữa dòng đời, tôi phải làm một cái gì đó, tôi phải làm tiếp để tôi không chủ quan. Thì 7 năm cay đắng đó, có những lúc em phải làm một cái show biểu diễn mà lại một lần nữa bị lên án. Có nghĩa là sân khấu chính thống không chấp nhận bạn. Những cái đoàn của nhà trường Trang không nhận bạn về. Nhưng bây giờ có văn bằng chính thức không? Có văn bằng kỷ luật chính thức không em? Ví dụ anh ở trong một nhà hát mà bây giờ á là điều anh về cái đoàn đó. Nhà hát có mấy đoàn? Ba đoàn. Điều anh về đoàn một không nhận. Đoàn một nói là có cái người diễn giai dạng của em ở đó rồi. Đoàn Thắp Sáng Niềm Tin thì cái nơi em đã cùng bỏ biết bao nhiêu tâm trí công sức ra để gây dựng thì đã không được về. Rồi thậm chí một cái nó vô duyên nhất lúc bây giờ có một đoàn mà cái cơ cấu trong đoàn chỉ có 4 người thôi mà cũng không nhận em. Thì kêu em bỏ tiền ra làm sân khấu xã hội hóa nữa đi. Thì em nói em đâu có khùng. Trong cái đó tất cả những nghệ sĩ đã định cư nước ngoài hết rồi. Và bán vé phải có tên bán vé. Thì bây giờ làm sao đây? Thì em nói vậy là con xin nghỉ. Thì em mới làm đơn em xin nghỉ. Em xin nghỉ thì lúc đầu thì em nghĩ là nếu mình nghỉ không đi hát cải lương mình làm gì trời, làm gì, thì bắt đầu cứ đi chơi. Hình như là có mở quán rồi làm gì á. Quán là sau này. Sau này khi mà sao chuyện gì tôi cũng biết hết trơn này trời. Đó thì bây giờ em nghĩ là nếu như mà với cái tình hình này thì những cái show diễn lúc bấy giờ của em á sẽ được công nhận hơn.
bây giờ cuộc sống nó thoải mái hơn. Bởi vì những cái show diễn đó là những cái show diễn mà dành cho những người đồng tính. À. Mà bản thân những diễn viên đều là những bạn nam. À. Không phải là những bạn chuyển giới. À. Nhưng mà các bạn giống một cái hình thức hóa trang. À. Giống như mình đi xem những cái show diễn ở nước ngoài. Hóa trang nhân vật này, hóa trang nhân vật kia. À, có thể làm Võ Tắc Thiên. À. Vẫn lấy cái lời nhép của chị Thoại Mỹ. À. Đóng vai Võ Tắc Thiên. À. Rồi lấy lời của người này người kia làm Thanh Xà, Bạch Xà. Rồi làm tất cả những cái loại biểu diễn gọi là hình thức biểu diễn mà nó có pha thêm những cái yếu tố hài hước vui nhộn. À, nhưng mà anh biết lúc bây giờ vì anh có đi xem show này rồi. Đúng không? Mình chuyện như thường biết rồi, kể đi. Rồi Phương Thanh rồi qua hết á. Rồi Thúy Nga, Việt Hương rồi. Biết bao nhiêu người ngồi xem ở dưới. Mà để mà xem được cái show này của em là không phải ai cũng không phải dễ đâu. Muốn xem phải đăng ký chỗ trước mới được xem. Thậm chí em là đi vô đứng thường xuyên. Rồi lại một lần nữa mình nghĩ là thôi giờ mình không có duyên mình làm với cái sân khấu chính thống. Thì mình làm sao để mà mình không ăn bám gia đình. Mình lại đi một cái hình thức mình đi kiếm tiền. Mà anh nghĩ là cái với em lúc em được nghệ sĩ ưu tú rồi thì em dám làm điều bậy không? À. Không làm điều bậy nha. Cuộc đời của em. Nhưng mà người ta hiểu thành một cái điều bậy. Thì nói là một lần nữa thì nó bị đánh bật ra khỏi sân khấu. Thì lúc bấy giờ thì tại sao em đi diễn kịch? Thì ở bên sân khấu kịch chị Ái Như và nghệ sĩ ưu tú Thành Hội chìa tay ra kéo em vô. Chìa tay ra kéo em về để em tham gia những cái vai kịch. Nhưng mà anh biết á là bên cải lương thì em đóng vai kép lão không. Nhưng mà qua kịch em đóng kép trẻ. Nhưng mà mỗi lần chị ấy như anh Thành Hội phân em đóng vai kép chính, những cái vai kép trẻ em ngại lắm. Nhưng mà thật sự ra thì chị Như với anh Hội nói là bên cải lương là lợi thuộc vào cái giọng hát. Còn bên kịch thì thoại kịch. Thì các anh chị và bạn Mỹ Uyên đã đưa em về sân khấu kịch chính thống. Rồi bắt đầu trong những cái lúc mà em buồn quá thì có những người bạn họ thấy được cái khả năng dàn dựng của em. Thì lúc bây giờ thì họ đưa em về dựng những cái chương trình lễ hội. Những cái chương trình lễ hội và cái chương trình đầu tiên là lễ hội sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long. Em làm đạo diễn thì rồi em mới đầu hăng hái trở lại. Mời các chị, các anh Hương, chị, những ca sĩ nổi tiếng về làm rồi mình đạo diễn, rồi mình sống được với cái nghề mặc dù mình không được đứng trên sân khấu mà đứng ở phía sau. Thì đọc từ từ là cái mảnh đất Đồng Tháp là em làm đạo diễn những cái chương trình ở đó rất nhiều, và những cái chương trình lễ hội đêm giao thừa. Thì bắt đầu mình có cái điều kiện để mình trở về nghề rồi đi diễn kịch. Thì sau đó là cái nào cái máu kinh doanh trỗi lên thì nó mình mở quán, rồi cũng mở phòng trà hát với nhau, rồi mở quán ăn, rồi mở quán nhậu. Rồi nhưng mà anh thấy là những cái điều đó mình làm ra xong xuôi cái một lúc cái ông tổ cũng nhìn cái nói thôi đi về làm nghề con. Thì ngay cái quán của em á thì em đang làm thì có hai vợ chồng làm một bên một công ty truyền thông thì mới đến đó ăn xong rồi mới nói chuyện thì muốn em về làm biên tập cho những cái chương trình game show. Thì bắt đầu em lại trở về nghề với những cái game show và đến giờ lúc này sống tốt à. Chúc mừng em, chúc mừng em. Cho đến bây giờ thì em đã trở về, mặc dù em cũng tham gia những cái game show. Nhưng mỗi lần mà sân khấu cải lương cần thì em vẫn về và em vẫn tổ chức những cái chương trình cải lương. Và nghĩ về cái thời gian qua thì đến giờ phút này nếu ai hỏi em là cái thời gian đó em có hối tiếc hay không thì em rất hối tiếc và em vẫn cho rằng em có lỗi. Nếu em dằn cái tánh nóng em lại tí xíu sẽ tốt hơn. Cho đến giờ phút này là dường như cái sự mà nóng tính trong con người của em nó giảm lên 80%, còn có 20% thôi. Và tất cả những cái điều đó là do cái bà chị này nè. Bà chị này nè lúc nào cũng khều khều khều, hiền lại, hiền lại, hiền lại.
tại vì giữ ấm lại bả. Còn dự không, em còn nóng không? Bây giờ em bớt nóng nhiều rồi đó. Hồi đó cái tánh em nóng á, thí dụ em nóng mà em không có làm được, không nói được, em phải đập một cái gì đó thì em mới xuống. Bây giờ xí xí em mới có pháp danh luôn à. Mà thầy đặt cái tên rất là hay, em thích vô cùng. Giác định. À, giác định. Tức là giác ngộ và cái tấm định lại. Định lại. Ừ. Yeah. Yeah. Tại vì mọi người biết sao không? Khi mà mọi người đọc cái pháp danh mọi người lên Lâm Nhật là hiểu ngay. Là bởi vì anh Nhật là người Huế. Mà nhà của anh Nhật là... nhà mình là gọi là Phật dòng đó. À, bà ngoại của anh là cư sĩ. Bà ngoại anh là tu từ lúc mà mẹ chưa về với ba cơ. À, tức là ông ngoại mất rất là sớm. Ông ngoại mất là thời mà vẫn còn con gái á. À, và khi mà ông ngoại nằm xuống là bà ngoại là tu tại gia luôn, là trở thành một cư sĩ, và tất cả trong nhà đều có pháp danh. Nên là khi mọi người đọc cái pháp danh mọi người lên là anh rất là hiểu liền. Ví dụ em là Trí Thường, còn em là Giác Định, có anh Nhật là Quảng Minh, đó là pháp danh. Thì thưa quý vị, bao nhiêu cái dấu bể, bao nhiêu cái biến cố trong cuộc đời, và trên tất cả thì Hữu Quốc đã trở về một cách ngoan mục. Lâm Nhật dùng cái từ ngoan mục ở đây là một cái cụ lùi ngược dòng. Nó không phải là một sớm một chiều, nó không phải là một ngày một khắc, mà kính thưa quý vị, 7 năm trời đối với một người nghệ sĩ là quá dài. Tại vì người ta nói là cái người nghệ sĩ là cần nhất là cái thời gian, cái tuổi thanh xuân, mà 7 năm trời em phải làm những cái công việc ngoài cái sân khấu chính thống, và em phải đi diễn kịch, em phải làm nhiều thứ khác. Nhưng mà có một điều rất là hạnh phúc là cách đây mới có khoảng một tuần thôi, Lâm Nhật đang diễn ở ngoài Hà Nội, và Lâm Nhật nằm ở trong khách sạn, lúc đã về đến Hà Nội là 1 giờ sáng. Lâm Nhật mở tivi ra thì Lâm Nhật xem được một cái vở tuồng nói về Kiểm Lâm đó, nói về cái rừng đó. Vở Cõi Thiên đó. Cõi Thiên thì Hữu Quốc là phải ông Sáu hả? Dạ, ông Sáu Quốc. Ông Sáu Quốc. Còn Thanh Ngân Động phải Úc Ngân. Một cái mối tình rất là đẹp, một cuộc tình tay ba, của một những cái tình đồng đội, một tình yêu. Và trong đó Hữu Quốc một lần nữa đóng vai già, và thật sự là tỏa sáng. Và sự thật là khi mà Lâm Nhật coi cái vở diễn của Hữu Quốc, khi em trở về trong một cái vai diễn, mặc dù là không phải ở ngoài sân khấu mà trên tivi thôi, khán giả cả nước ngắm nhìn Hữu Quốc vẫn nguyên vẹn, vẫn ngọt ngào, vẫn yêu thương và vẫn chạy bọng về vai diễn của em. Một lần nữa anh chúc mừng Hữu Quốc nhé. Dạ. Còn nãy giờ nói chuyện về Hữu Quốc hơi dài dòng đi. Bây giờ mình trước khi mình nói về cái câu chuyện cái cô bé này đẹp như thế này, xinh như thế này đấy quý vị, nhưng mà tai nạn nhiều quá, té này, chứng đau này, gãy lên gãy xuống, té rầm như lúc này Lâm Nhật là nói là hay bị té trên sân khấu, là bị nguyên nhân là vì sao vậy em, cái chân làm sao mà tệ, làm sao rồi gậy, làm sao mà không chữa bệnh, rồi con cái cổ có một giai đoạn là cũng có vấn đề về vấn đề dây thanh đó nha. Yeah. Em mà thì hầu chuyện về quý vị. Cái chân của em Mỹ bị yếu là do kỳ đó hát vở Kẻ Lương, dự án bà Nguyễn Phi. Mỹ đóng vai công chúa Phi Long, thì đánh võ đánh kiếm thì nhảy từ trên cao nhảy xuống, thì là nó bị đứt sợi dây chằng chéo. Xong dùng cách cả đứa cả lương của chúng ta có đỡ được không? Lúc đó mình hát không, mình hát rồi mình vừa ca vừa đánh kiếm mà, cho nên mình phải làm. Cho nên nhảy xuống tiện xui té, té thì đứt dây chằng, mà giống như là lúc đó nó là hoàn cảnh Mỹ cũng kinh tế cũng rất là khó khăn, cho nên là mình điều trị không có tới nơi tới chốn. Cho tới một lúc á thì mình không có cái mấy cái dây chằng chéo để giữ hai khớp gối lại á, thì mình cái cơ mình nó yếu đi, từ từ mình bị teo cơ. Teo cơ là cái chân nó gần như là bị giống như sốt bại liệt vậy, đi cứ cà lĩa vậy. Nó to, nó một bên chân bình thường, một bên là nó teo hết khoảng 50-60%. Chết cha. Thế là mà đi thì nó lại kêu cụp ở trong đó, là nhưng mà em cũng cảm thấy nó không đau, thôi cũng để. Trời ơi, gái nghe sao. Đi kiếm tiền mà. Đi lay lớt đi kiếm tiền. Cho tới một ngày đó là bị giống như là bị máu nó không bơm lên não. Là tưởng đâu chết ở bên nước ngoài rồi. Là coi như là mình gần như là nhũn não.
coi như là té đi vô bệnh viện là hôn mê luôn rồi đó. Bác sĩ cứu lại. Cứu lại thì về đây thì mình đi điều trị thần kinh tiếp. Thì khi mà điều trị cái bệnh đầu thì bác sĩ phát hiện sao cái chân mình đi kêu. Thì lúc đó mới kêu lên khám, thì bác sĩ cầm chân lên thì nói là chết rồi, cái chân này là phải ngồi xe lăn. Thế biểu thôi bây giờ mày đi xuống chụp hình lại, bác sĩ người Pháp biểu là bây giờ mình phải đi xuống mình chụp hình lại kỹ một lần nữa coi như thế nào. Chứ cái chân này coi như xong. Thì khi em đi chụp, em nói với bác sĩ chụp hình cho em là bác sĩ Việt Nam á, thì bác sĩ Việt Nam còn không tin. Tại vì nếu mà em bị vậy tại sao em đi được? Em còn mang đôi guốc cũng khoảng 5 phân. Thì khi mà chụp xong ra đó thì bác sĩ mới kêu người nhà vô, chứ cũng không có dám nói với em là bây giờ tìm dây chằng không có. Mà cái khớp, hai cái khớp gối của Mỹ là bây giờ nó vỡ giống như là cái miếng kiến mà mình vỡ mà nó chưa rớt ra thôi. Nó răng hết. Thì bây giờ bác sĩ nói là bây giờ phải mổ, phải tái tạo lại mấy sợi dây chằng gối và phải sắp lại cái khớp gối lại hết, không thôi là sẽ chịu không nổi. Mà trước khi mà nó mổ á, thì là cái chân mà bị tai nạn tự nhiên nó dài ra 2 phân. Giống như là nó không có cái dây chằng rồi nó tuột hay sao á. Là nó bị dài cho nên đi cập khiển. Cho nên là phải chỉnh lại cái háng, nó lệch hết. Nó lệch cột sống, nó lệch cái háng và nó dài lại, dài cái chân mình ra. Bây giờ phải tập, rồi phải tập vật lý trị liệu, rồi chỉnh xương đồ lại. Xong bác sĩ mới mổ. Mổ lần đầu xong thì đâu thấy được rồi, cái bác đi hát. Đi hát cái vai thu trong duyên kiếp lại té nữa. Té nữa thì về nghe nó đi, mình cảm thấy mình co không có được. Nó bắt đầu mình thấy nó giống như là nó khấn khấn ở trong đó đó. Đi khám lại thì bác sĩ nói là bị hư nữa rồi, phải mổ nữa. Lại phải mổ tiếp tục. Cộng với lúc đó giống như là mình buồn, mình khóc nhiều quá. Cho nên là mình cũng bị ảnh hưởng tới cái hơi dây thanh. Dạ, dây thanh của mình. Thì cái thời gian đó là anh biết lúc mà khai trương Safu đi xứ đó. Em buồn lắm. Em ở trong thì em ca được, mà bước ra sân khấu em hát không được. Thế là cái đêm giỗ tổ thì anh Vũ Linh thương lắm, ảnh mới kêu em là đi theo ảnh. Hai anh em ngồi mỗi người 3 cây nhang. Ảnh cùng ngồi với em cho hết 3 cây nhang đó mới được đứng lên, giống như là mình xin tổ cho, giống như em được tiếp tục đi theo nghề nữa. Đừng cho em vắng quá, đừng cho giống như cái ngắn ngủi với cái nghề của em quá. Mà cái nghề này á, nó đã đem lại cho em cái tên tuổi và đem lại cuộc sống cho em và cả gia đình em nữa. Tại vì em là người gánh nặng gia đình. Cho nên là anh Vũ Linh ảnh đã cầu xin tổ và ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ để xin cho em được tiếp tục đi theo nghề. Thì ở đâu đó một có sự tâm linh động lòng, cho nên là tổ cho em gặp được những bác sĩ giỏi. Gặp được bác sĩ trị chân cho em cũng rất giỏi, trị họng cho em cũng rất là giỏi. Mà lúc đó là coi như là, rồi sau đó lại bị ruột nữa, mổ ruột, cắt ruột nhiều quá, cho nên là sẽ không giữ hơi được. Thì lại ruột em bị làm sao mà phải cắt? Giống như em mổ ruột thừa rồi, bây giờ thì cái ruột em nó bị chui ra, nó làm hoại tử ruột. Nó bị dính ở bên trong rồi nó hoại tử, nó chui ra ngoài nó hoại tử. Nên là phải cắt ruột bỏ. Nhà mình đã mổ mấy lần, cũng nhờ một cái sự tâm linh Phật Pháp lắm. Cái bệnh của em nó rất là ngộ. Coi như là mổ vừa có mấy ngày thôi lại tiếp tục ra những cái khác. Mà lúc đó thì bác sĩ nghi là em ung thư. Nhưng mà khi mổ ra thì chưa thấy ung thư, nhưng mà mình phải đi sinh thiết. Sinh thiết thì chưa có kết quả thì lại tiếp tục cục khác nữa rồi. Cho nên những cái bệnh nó dồn dập em. Nghĩ là em sẽ không bao giờ em theo nghề được nữa. Giống như là chân mình thì yếu quá, té lên té xuống. Có một giai đoạn là tự là tiêu rồi á. Quốc ha. Giọng hát á thì là cất giọng lên cao không được. Một câu mà em hư hết mấy chữ. Em không kèm. Lên cao được. Thì rung. Rung mà xuống thấp thì mất hết cả. Mà một câu á là nó bể hết mấy chữ. Nên là phải tập. Tập thì nó có một cái cục ngay chính giữa của hai sợi thanh. Thì bác sĩ nói là không mổ được. Mà bây giờ phải tập giống như mình tập cái bụng mình, cho cái bụng mình nó nhỏ, thì bây giờ tập cho cái cục đó nó nhỏ lại để mình cái nóc giọng của cái thanh quản của mình, khi mà nó bật lên á, nó có cái nắp ở trên này, bật ra thì mình mới lên được, mới đi qua khỏi cái cục đó. Phải tập từ đầu lại, rồi phải tập mà để cái hơi ngay chỗ nào để cho nó ăn điện, chứ cái hơi lúc đó là nó mỏng, nó không ăn điện. Em phải tập dữ lắm. Cái đoạn trường mà mổ á, thì nó đơn giản, nó mấy ngày nó hết đau. Nhưng mà cái giai đoạn mà phải tập từ đi 2 cây gậy, xong tới 1 cây gậy, rồi tới 1 nắm gạo để trên chân, tới 2 nắm gạo, tới 1 lon, tới nửa ký, tới 1 ký. Rồi phải tập đứng ở trên cái bàn khập khểnh vậy nè, để cho đi mình chịu cái lực cho cái cơ nó nở ra lại.
rồi phải tập đi chân mèo để cho không có bị tật cái chân. Ừ. Cho nên là nhiều cái giai đoạn cái tưởng trường. Chừng là mình sẽ bỏ gục nghề, ngã rồi. Gục ngã, ừ. Bỏ nghề sẽ không đi theo được, mình thấy mình sao mà gian nan quá. Gian nan quá. Gian nan quá. Nhưng mà tổ nghiệp thương vẫn cũng nhờ khán giả thương mình cho mình cái động lực là mình phải phải được đứng trên sân khấu để phục vụ khán giả, đáp lại cái tình thương của khán giả. Cho nên cái nghị lực đó giúp cho em phải cố gắng. Ví dụ có đau 1, có đau 10 thì em phải cố gắng lên để cho cái nỗi đau đó nó sẽ bớt xuống thì em mới đi lên được. Em thương chị Thu Mỹ ở cái chỗ đó, cái nghị lực của chị lớn lắm. Không, nhưng mà tại vì vậy nè, có một giai đoạn anh ở ngoài Hà Nội, anh lập gia đình rồi anh sống ở ngoài, anh ở ngoài Hải Phòng với bà xã anh, rồi anh hoạt động thì lâu lâu anh về trong đây thôi. Rồi anh về Huế, lâu lâu về quay về này kia thôi, anh nhận được những cái thông tin. Anh tưởng chuyện đó là tiêu rồi em. Dạ. Anh tưởng là chuyện, anh còn không hy vọng là hát được luôn á Á Quốc. Dạ. Cái chuyện mà hát được luôn là quá rất hy hữu. Anh sợ là tiêu luôn á. Anh sợ là không khoa khoải luôn. Thì ra, có nghĩa là khai trước cái, khi khai trương cái hội ngộ tài năng, thì là em dẫn chị Mỹ đi may cái đầm cho công chúa Sĩ Liên. À. Chị vô chị thử là chị té đuổi rồi. Ừ. Đó là chỉ diễn được có 2 suất thôi đúng không? Là đi mổ. Là phải đi mổ. Mà quý vị, cái đêm mà khai trương cái trường thử tình yêu hả? Thì Lâm Nhật về vợ con Lâm Nhật đã bay về Sài Gòn. À, tối hôm đó Lâm Nhật về bà Ngân, bà xã Lâm Nhật về hai anh Biên vẫn bé. Cỏ chạy vô hậu trường để gặp em gái. Em cũng mất nhiều cơ hội lắm. Như đến cái hội diễn cái vở Ăn Khế Trải Bàn á, cổ tích á. Thì em đã tập xong hết rồi. Đó, tới ngày gần biểu diễn thì em lại bị như vậy. Thì lúc đó cái hơi của mình, em hít hơi không có được. Hít hơi là giống như là vừa hít nó đi ra liền. Nó không thể nào nó giữ được ở đan điền của em. Phải tập để mà đi hát lại. Cả một đoạn đường gian nan. Là tại vì, thưa quý vị, những người nghệ sĩ của chúng tôi mà ở đây, nếu mà không hát á, là chỉ là tồn tại thôi. Phải cho chúng tôi hát. Hát là hơi thở, là máu, là thịt, là cuộc đời. Phải hát mới sống. Hôm nay chúng tôi sẽ không chơi những cái trò chơi kể xấu, kể khổ hay là đem ra những cái điều tốt, điều hay của nhau nữa như những số trước. Và bởi vì cái show này, cái buộc hội thoại này, chúng tôi lại về nghe rất là nhiều về những cái đường ca sướng hát, những cái vai diễn. Thì chắc chắn rằng hai người nghệ sĩ của chúng tôi là nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc sẽ ca hả? Ca một câu, ca một câu cho quý vị nghe. Cho quý vị thưởng lãm trong những cái ngày mà đầu năm như thế này. Bởi vì cải lương á thì là phải có đờn. Mà ở đây thì không có đờn, thì giờ là mình hát chay. Hát chay thì hát cái bài gì nó vui vui nha, mang cái không khí xuân. Thì chị Mỹ hát gì nè? Hát cái duyên quê đi, duyên quê, quê hát hả? Bài là sao xử lý tí đi ha. Rồi. Anh Thanh, anh đang đứng ngó mông cái gì đó? Anh đang ngồi mà đâu có đứng đâu. Thôi mà ngồi ngắm gì vậy? Anh đang ngồi ngắm đồng lúa sớm đơm bông lá ngon. Nghe bước chân đi nhẹ nhẹ thì quay lại đó chính là em Hồng. Sáng sớm em đi đâu? Một tay thì xách chiếc lồng tre, còn tay bên kia anh ôm, em ôm mớ rau dừa. Nè, em đi kiếm anh để nói anh nghe một chuyện. Sau khi em mới vừa ra thăm ruộng, giỏi dữ vậy ta, thấy đám rau dừa non thiệt là non. Em hay để trưa chăm với mắm đồng. Trời ơi, nghe thôi mà ghiền muốn chết rồi đó. Em quá đúng là một cô gái quê kiều mẫu. Thôi đi, anh khen tặng quá lời, làm em đây mắc cỡ. Sắp cưới thì mắc cỡ gì không biết nữa. Sáng hôm nay mặt trời lên đẹp quá, sương lam đầu ngõ chưa tan, đã có giọng hò theo gió đưa sang. Anh sự thật anh rất là chúc mừng Thoại Mỹ và Hữu Quốc. Bao nhiêu giông bão cuộc đời, bao nhiêu biến cố, em đã lấy lại được cái giọng ca quý vị. Ca lai, ca mộc, ca vô, tay không bắt giặc. Mà cái giọng vẫn lanh lành, vẫn sáng đẹp như vậy.
À, anh yêu em. À, một lần nữa cảm ơn Hữu Quốc ha. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, hai nghệ sĩ thân thương của chúng tôi đã đến đây và hội thoại cùng quý vị. Một lần nữa xin chào quý vị và hẹn quý vị vào chương trình sau.